Lại là mình đây. Hiện tại team Minh Phụng Music đang xuất phát từ showroom 98 Bành Văn Chơn cùng với model B25. Thời tiết hôm nay rất âm u vì vừa trải qua một cơn mưa. Bây giờ team sẽ đến nhà khách hàng tại chung cư Felisa Riverside quận 8. Sau đó team được anh xuống đón dẫn lên nhà. Nào các bạn theo dõi tiếp video để xem quá trình bàn giao của anh em tụi mình nhé. Chính chủ của cây đàn hôm nay đã xuất hiện rồi các bạn. Cậu bé rất là năng động, háo hức khi được thấy các chú lắp cho cây đàn yêu thích. Hiện tại tụi mình đang lắp chân u và đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho model piano điện B25, đó là khi các bạn mua đàn sẽ được giảm giá chân đàn chữ U siêu bền cứng cáp từ nhà Kidman 450, nay chỉ còn 350.000. Và team cũng vừa lắp đặt hoàn chỉnh cả đàn lẫn chân. Đối với chiếc chân chữ U này, tụi mình cũng đã làm clip hướng dẫn lắp đặt dành cho các bạn ở xa. Khi mua đàn có thể xem lại ở video phía trên, mình để bên góc trái nha. Và đây nhân vật chính Kidman B25 được đóng gói tỉ mỉ cẩn thận toàn bộ với nhiều mút xốp chống va đập đang được mang ra phía ngoài. Tụi mình sẽ bóc siêu lớp ni lông theo yêu cầu của khách. Ngoài ra phụ kiện theo đàn còn có giá để sạc, khăn lau chuyên dụng, sticker chức năng, sách hướng dẫn. Anh còn mua thêm khăn phủ phím để giữ vẻ đẹp cho đàn và bảo vệ phím tốt hơn. Lúc này em đang thử các chức năng cơ bản trên đàn cũng như là tính năng Bluetooth MIDI hỗ trợ học nhạc. Các bạn có nhận ra một khoảnh khắc đông đầy niềm vui của gia đình anh khách không? Ở đây sẽ là niềm vui của bé khi được sở hữu cây đàn yêu thích, cùng với đó là niềm vui của anh khi được cùng con thưởng thức và trải nghiệm niềm vui của con khi được ba tặng món quà đúng với sở thích của em. Đây là điều Minh Phụng Music luôn luôn tìm kiếm, kết nối đam mê và mang đến khách hàng những cây đàn với chất lượng tốt cùng dịch vụ chăm sóc tận tình chuyên nghiệp. Sau đây là một số hình ảnh mà tụi mình đã lưu giữ cùng bé trong chuyến đi lần này. Chúc em sẽ học giỏi hơn và chơi được nhiều bản nhạc hay cho gia đình thưởng thức. Hãy cùng mình khám phá công nghệ bên trong đàn nhé. B25 với màn hình chán gương cùng dải đèn led ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ, bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25, cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ với chip Sam 5704 đến từ Pháp, mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, transpo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua lá đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Ở mỗi chuyến đi bàn giao, tụi mình đều sẽ hướng dẫn một cách đầy đủ và dễ hiểu nhất cho khách hàng toàn bộ chức năng của đàn. Team sẽ luôn luôn cập nhật liên tục các video để giải đáp thắc mắc của khách hàng. Và hôm nay Minh Phụng Music đã có mặt trên TikTok Shop. Bạn đã sẵn sàng sở hữu nhạc cụ yêu thích chưa nào? Hãy nhanh tay truy cập và mua sắm để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Rộn ràng trời, nếu anh sẽ sót nhiều nha, để tụi mình còn làm thêm video trải nghiệm đi bạn, không thừa bye bye, tạm biệt hẹn ngày mai.